Ngày 21 tháng 5, Công an tỉnh Hà Giang cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Trung Hiếu, sinh năm 1994, trú tại thành phố Hà Giang, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan công an nắm được thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang có hiện tượng huy động vốn với số tiền lớn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự. Tiến hành xác minh, công an xác định Trần Trung Hiếu là kẻ đứng ra thực hiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định Hiếu đang có mặt tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang nên đã tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Trần Trung Hiếu khai nhận do cần tiền để chi tiêu trả nợ nên đã mạo danh là cán bộ làm trong lĩnh vực ngân hàng, hiện đang cần tiền để hỗ trợ khách hàng đáo hạn các khoản vay với lợi nhuận cao. Cụ thể, Hiếu hứa sẽ trả lợi nhuận từ 3% đến 17% trong thời gian từ 3 đến 10 ngày một hồ sơ đáo hạn. Với thủ đoạn trên, Trần Trung Hiếu đã chiếm đoạt số tiền hơn 80 tỷ đồng của nhiều người dân trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và thành phố Hà Nội. Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đề nghị ai là bị hại của Trần Trung Hiếu lừa đảo đến trình báo để được tiếp nhận giải quyết theo quy định của pháp luật.